Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Khuyên Flower, cuộc sống là đam mê. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cách làm cốt hoa tiếp theo. Đấy là mình sẽ sử dụng một chút giấy hai mặt. Đấy là mình mới về và cái giấy tông giấy này rất là đẹp. Các bạn có thể là bó hoa màu đỏ, màu trắng cũng rất là sang, và có cả mình có thể bó kết hợp. Và ở đây thì mình có sử dụng cùng tông đỏ luôn, đấy là cái lưới nhện này nhá. Mình sẽ sử dụng một chút lưới nhện trông cho sang, và có sử dụng một chiếc lơ bản to như này, lơ 5 phân nhá. Mình sẽ duy băng 5 phân này để làm lơ duy lụa nhá. Trước tiên thì các bạn sẽ cắt lơ ra cho mình nhá. Chuẩn bị đến mùa lễ cũng nhiều ấy, nên là chúng ta sẽ chuẩn bị những cái cốt bó hoa như này rất là nhanh và rất là gọn và làm rất là dễ. Các bạn có thể là làm rất là đơn giản. Ở đây thì hôm nay mình sẽ làm như này. Bởi vì nó là giấy hai mặt ấy, nên là nó rất là đẹp và dễ làm nhé. Các bạn gập lên và mình sẽ quấn vào. Ở bên nhà mình thì mới về cái cốt nhựa này rất là nhiều. Nếu bạn nào mà có nhu cầu lấy cốt nhựa về để tự làm hoặc là tập làm, hoặc là các bạn đã kinh doanh mà muốn có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ với bên shop của mình để bên mình giao hàng cho các bạn nhé. Tại vì cái mẫu này năm nay thì sử dụng rất là nhiều. Và cái tờ bên này thì các bạn sẽ để cao hơn một chút như thế này nhé, để chúng ta sẽ tạo cái điểm khác biệt một chút. Là cái phần giấy hai mặt này thì làm sẽ dễ hơn là cái phần giấy bóng mờ nhé. Bởi vì giấy bóng mờ thì làm sẽ trơn hơn, còn giấy hai mặt thì làm dễ hơn. Và cái giấy hai mặt thì nó có cái vẻ đẹp luôn của hai cái mặt. Mình sẽ được một tờ giấy như mình sẽ được hai màu nhé. Một tờ giấy như các bạn sẽ được hai màu. Tiếp theo thì các bạn sử dụng luôn cái mặt màu đỏ này. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái mặt màu đỏ này để làm tiếp theo lên như vậy. Chúng ta sẽ được cái tông khác với cả một loại giấy, nhưng mà chúng ta sẽ được hai màu ấy, hai màu trong cái bó hoa chúng ta nhìn sẽ sang đẹp hơn ấy. Sẽ cắt ra làm 4. Hiện tại thì bên nhà mình có rất là nhiều mẫu giấy, cả giấy hai mặt và cả giấy bóng mờ, và có rất là nhiều màu. Nếu mà bạn nào có nhu cầu mà muốn kinh doanh hàng hoa sắp tới, chuẩn bị để bó hoa sáp, hoa tươi, thì các bạn có thể là liên hệ với mình để lấy các thông tin về sản phẩm, cũng như là các thắc mắc. Nếu mà các bạn không có thể là tự bó được thì các bạn có thể là liên hệ với bên shop nhà mình, thì nhà mình cũng làm sẵn thành phẩm cho các bạn nhé. Còn một tờ giấy này thì các bạn sẽ cắt ra làm 4.
trong những mùa lễ thì các bạn tất nhiên là các bạn cũng thể dự trữ tích trữ khoảng độ vài chục cái cốt như thế này ấy. Thì là khi mà đến những cái ngày vội đấy thì các bạn sẽ không bao giờ lo về việc mà mình không làm kịp hoặc là bó hoa không kịp, tại vì các bạn đã có những cái cốt như thế này rồi thì chúng ta sẽ cắm hoa thôi, nó rất là nhanh. Mình thì một ngày lễ cho khai giảng chẳng hạn thì mình cũng phải sử dụng vài chục cái rồi. Đó là shop của mình ở dưới quê ấy. Nó cũng cái mức độ nhu cầu tiêu thụ nó cũng vừa phải thôi, không quá lớn mà mình cũng phải sử dụng bằng đấy rồi. Các bạn có thể là bên nhà mình thì có rất là nhiều mẫu giấy, và cái giấy hai màu này thì là rất là đẹp, giấy hai mặt này thì nó sang chảnh. Và đây bây giờ thì các bạn sẽ làm một chút như thế này để chúng ta sẽ làm đuôi nhé. Nhưng mà cái điểm yếu của cái giấy này thì là nó mềm hơn và nó có thể thấm nước, còn giấy bóng mờ kia thì nó sẽ không thấm nước. Mình thì cũng thỉnh thoảng sử dụng giấy lạnh, nhưng mà sử dụng giấy bóng mờ kia thì nhiều hơn, bởi vì là mình hay làm hoa tươi thì sử dụng giấy bóng mờ kia thì đẹp hơn. Còn nếu các bạn mà sử dụng hoa sáp hoặc là hoa giấy thì các bạn sử dụng cái chất liệu này thì sẽ đẹp hơn. Và đây mình sử dụng một chút cái lưới gel này để trong cho cái bó hoa của chúng ta sử dụng hơn nhé. Đây là cái lưới nhẹ này, cái lưới này cho lên thì rất là sang và rất là đẹp. Gập đôi vào như này, các bạn sẽ cho vào đây. Đó. Nhìn cái bó hoa của chúng ta là nhìn nó sẽ sang hơn nhé. Còn sau đấy thì các bạn sẽ để cái tờ này, chúng ta sẽ làm dài luôn đến đây. Ở cái phần này là chuồn luôn cả như thế này. Để cái bó hoa chúng ta có độ phồng hơn ấy, thì nó sẽ được phồng và trông nó sẽ tự nhiên và mình nó sẽ đẹp hơn này. Để mình xem. Cốt hoa rất là tự nhiên như này nhé, rất là đẹp. Các bạn có thể là để cái giấy này lên trên như này cũng được. Đằng sau cũng rất là đẹp này. Mình sẽ sử dụng một chiếc lô màu đỏ cùng tông với cả cái bó hoa này luôn nhé. Thì cái bó hoa chúng ta nhìn nó sẽ rất là sang, bởi vì có một cái chút lưới này, và mình cũng sử dụng một cái chiếc lô đơn giản màu đỏ ăn tông đỏ cùng với cả cái
bạn chỉ cần buộc lơ bình thường thôi nhé. Cái này thì mình đang không muốn sử dụng cái lơ kiểu khác, thì chúng ta có thể là buộc lơ đơn giản như vậy. Còn bên này mình để hơi ngắn rồi. Một chiếc bó hoa rất là xinh nhỉ. Các bạn chỉ cần cắm hoa vào thôi, rất là đơn giản và rất là tiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra được nhiều video hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.